ông Trump hứa không cử quân Mỹ tham gia xung đột ở nước ngoài nếu tái đắc cử. Phát biểu tại một buổi meeting và động tranh cử ở bang chiến địa Pennsylvania cuối tuần qua, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu. Đồng thời, quả quyết đối thủ đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris chắc chắn sẽ đưa tất cả vào thế chiến thứ ba nếu lên nắm quyền ở Nhà Trắng. Việc đưa bà ấy, Harris, lên làm tổng thống sẽ giống như đánh cược với mạng sống của hàng triệu người. Những chàng trai và cô gái của chúng ta sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu trong một cuộc xung đột ở một quốc gia mà các bạn chưa từng nghe đến, ông Trump bày tỏ. Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào đầu năm nay, ông Trump hứa sẽ chấm dứt mọi cuộc khủng hoảng quốc tế do chính quyền đương nhiệm tạo ra đặc biệt là các cuộc xung đột ở ukraine và giải gaza chính khách này chưa bao giờ đưa ra các kế hoạch cụ thể nhằm mang lại hòa bình thế giới nhưng liên tục cảnh báo bằng cách tài trợ cho các cuộc xung đột của người khác dưới sự lãnh đạo của tổng thống joe biden và phó tướng harris mỹ đang làm tăng nguy cơ bùng phát thế chiến thứ ba theo đài rt của nga Tuần trước, ông Trump phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, nếu bà Harris có thêm 4 năm nữa, Trung Đông sẽ chìm trong biển lửa trong 4 thập kỷ tiếp theo và con cái của các bạn sẽ phải ra trận. Phát biểu trước đám đông ngày 26 tháng 10, ông Trump hứa sẽ không điều động quân đội nước này tham gia vào xung đột ở nước ngoài. Ông Trump nhiều lần khẳng định sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, thậm chí trước cả khi tuyên thệ nhậm chức bằng cách buộc cả hai bên phải đàm phán. Tuy nhiên, bà Harris đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump, lập luận rằng về cơ bản ông sẽ buộc Kiev phải đầu hàng. Nga cũng tỏ ra hoài nghi về lời hứa hòa bình của ông Trump. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tin không có cây đũa thần nào có thể ngăn chặn giao tranh chỉ sau một đêm.